Bài Phân loại da và cách chăm sóc từng loại da. 1. Phân loại da. Làn da cần phải được chăm sóc ít nhất 2 lần mỗi ngày, sáng và tối. Điều này cũng quan trọng như việc đánh răng mỗi ngày ít nhất 2 lần hay ăn uống đúng giờ mỗi ngày mùng 3 bữa. Tuy nhiên, để có phương pháp chăm sóc đúng đắn và phù hợp, cần nhận diện được làn da từng cá nhân thuộc loại da nào. Da có thể chia thành 5 loại cơ bản: da bình thường, da dầu, Da khô, da hỗn hợp, da nhạy cảm. 1.1, da bình thường. Loại da này thường khỏe mạnh và đủ ẩm, thỉnh thoảng có thể bị mụn nhưng phần lớn thời gian da ở trạng thái cân bằng, nghĩa là nền da mượt mà, đủ độ ẩm, lỗ chân lông nhỏ hoặc trung bình, da ít bị kích ứng bởi các điều kiện ngoại cảnh như môi trường ô nhiễm hay các loại mỹ phẩm, nghĩa là có thể sử dụng hầu hết các loại mỹ phẩm mà không sợ dị ứng, da loại này thuộc dạng lý tưởng. Chỉ cần bảo vệ đúng mức thì làn da sẽ luôn ở trạng thái tốt nhất. Mặc dù loại da này là lý tưởng, nhưng nếu chỉ rửa mặt bằng nước, thì vẫn chưa đủ để làm sạch và nuôi dưỡng da. Có cố chọn bất cứ loại sữa rửa mặt nào cảm thấy phù hợp, rửa mặt hai lần mỗi ngày, sáng và tối, rửa cả mặt và vùng cổ. Khi sử dụng toner, da thường nên lựa chọn loại toner có chứa chất làm ẩm và chứa ít hoặc tốt nhất là không chứa cồn, dùng kem dưỡng ẩm nhẹ vào ban ngày tốt nhất là kem dưỡng ẩm kết hợp chống nắng, thể trọng nhẹ, và kem dưỡng nhiều dưỡng chất vào ban đêm. 1.2. Da dầu Da dầu có nhiều lợi thế, dày hơn và vì thế không bị nhăn nhiều khi lão hóa. Mặc dù da dầu vẫn bị mỏng hơn theo tuổi tác nhưng làn da vẫn đầy đặn hơn so với các loại da khác. Da dầu rất hiếm khi bị khô hay né. Tuy nhiên, loại da này lại rất nhanh bị bóng nhờn trở lại chi sau khi rửa mặt vài giờ có thể giữ cho da không bị bóng dầu bằng các loại giấy thấm dầu, bột hay phấn nền hấp thụ dầu nhờn. Cũng chính vì thường hay bóng dầu nên da dễ bị mụn ở vùng cằm và chán, nhưng thực tế chính lượng dầu đó giúp cho da ít bị lão hóa hơn khi lớn tuổi. Da dầu hiển nhiên cần phải được rửa sạch 2, 3 lần mỗi ngày với sữa rửa mặt thiết kế dành riêng cho da dầu. Có thể sử dụng các loại sữa rửa mặt có chứa axit salicylic, vừa di tích loại bỏ dầu nhờn vừa giúp hạn chế mụn đầu đen, đầu trắng, sửa kỹ các vùng dầu nhờn, vùng chữ T. Khi chọn toner cho da dầu, nên chọn sản phẩm chứa ít hoặc không chứa cồn. Đối với da dầu, tốt nhất là chọn loại chai xịt giữ ẩm có chứa chiết xuất từ cây cỏ, nhà đam hay nước hoa hồng. Toner với bioflavonoid cũng rất tốt cho kết cấu da. Đối với kem dưỡng ẩm, cần chọn loại thể trọng nhẹ và không chứa dầu, chọn loại chứa chất làm ẩm. Humectant, không gây mụn, non com đo gừng, có thể chứa dẫn xuất của silicon như cyclomethicon hay dimethicon. 1.3. Da khô Da khô rõ và có thể có bong chóc, nên da thô ráp, một vài vùng có thể bị căng da, tông màu da không đồng đều, sắc da hơi tối, da sản xuất rất ít dầu. Vấn đề của loại da này là phải thay đổi lối sống và sử dụng các sản phẩm chăm sóc da thường xuyên để làm dịu và cung cấp độ ẩm cho da. Rửa mặt hai lần mỗi ngày với sữa rửa mặt dạng kem hay lâu sừng. Chọn loại sữa rửa mặt không phá vỡ cân bằng phờ của da. Loại da này cần được chăm sóc kỹ lưỡng, vì vậy cần tránh các loại sữa rửa mặt quá mạnh. Tuyệt đối không rửa mặt bằng xà phòng. Chọn toner dạng chai xịt hay dạng thoa với bông cốt tông đều có thể sử dụng như trong trường hợp da dầu sử dụng kem dưỡng ẩm tỉ trọng cao cả ngày và đêm với thành phần giàu dưỡng chất để chăm sóc da. Da khô theo xếp loại này là do bẩm sinh chứ không phải do các yếu tố môi trường gây nên. Bất cứ loại da nào cũng có thể bị mất nước và trở nên khô ráp khi thời tiết khắc nghiệt, lạnh lẽo và khô khan. 1.4. Da hỗn hợp Da hỗn hợp, khá phổ biến, sâu thường ở mũi, chán còn vùng cạnh hàm và hai gò má thì khô. Đây là sự pha trộn giữa da khô và da dầu nên cần có chế độ chăm sóc phù hợp từng khu vực. 1.5. Da nhạy cảm Da nhạy cảm thường mỏng, càng lớn tuổi càng dê có nhiều nếp nhăn, đặc biệt là các nếp nhăn li ti xuất hiện sớm, có thể có các mao mạch đỏ ở vùng má hay mũi, da dễ bị đỏ mỗi khi tiếp xúc với trời lạnh, thời tiết nóng hay ăn cay, tuyến dầu có thể bị viêm mặc dù da nhạy cảm thường ít sản xuất dầu nhờn da nhạy cảm rất dễ bị trứng cá đỏ rosacea hơn các loại da khác. Vấn đề của loại da này là phải điều chỉnh để da giữ được trạng thái cân bằng, chọn sử dụng các loại sản phẩm chăm sóc da không gây kích ứng. Đối với da nhạy cảm, chỉ nên sử dụng sữa rửa mặt một lần mỗi ngày hoặc tối đa là hai lần ngày. Chọn loại sữa rửa mặt dạng kem hay lâu sừng thể trọng nhẹ và không phá vỡ cân bằng phờ của da. Sữa rửa mặt đơn giản ít thành phần càng tốt vì sẽ ít gây kích ứng. Chọn toner dạng xịt có chứa chất làm ẩm, nhưng tuyệt đối tránh những sản phẩm để lại một lớp phim hay lớp dầu bóng trên da. Chọn kem dưỡng ẩm với riêng chất silicon hoặc được thiết kế chuyên biệt cho da nhạy cảm, ăn nhiều rau quả, bổ sung các loại vitamin, khoáng chất và các loại axit béo thiết yếu, các chất béo có lợi. 2. Các thao tác chăm sóc da cơ bản Để có và duy trì được một làn da đẹp, Điều cần thiết là phải kiên trì chăm sóc làn da từ bên ngoài kết hợp với việc ăn uống đủ dưỡng chất, nghỉ ngơi đủ thời lượng và tập thể dục thường xuyên để tạo nên những tác động tích cực từ bên trong. Thiếu một trong hai yếu tố, bên ngoài hay bên trong, cũng có thể làm cho yếu tố còn lại không phát huy được tác dụng. 2.1. Rửa mặt. Rửa mặt buổi sáng giúp loại sạch các sản phẩm thải từ làn da qua các lỗ chân lông trong lúc ngủ. Các sản phẩm thải đó có thể là mồ hôi, bã nhờn, chất độc nội sinh hay ngoại sinh. Chính vì vậy, việc rửa mặt buổi sáng sẽ giúp giải độc làn da, làm cho da thông thoáng, dễ chịu và tràn đầy sinh khí. Điều này tất nhiên rất quan trọng để có một làn da đẹp. Buổi tối thường là trước khi đi ngủ, việc rửa mặt sẽ giúp loại bỏ bụi, các chất ô nhiễm từ môi trường, các chất tiết của da hay mồ hôi, phấn nền hay các loại mỹ phẩm trang điểm. Điều này sẽ giúp da sạch sẽ thông thoáng để có thể hô hấp tốt hơn vào ban đêm và cũng góp phần giúp cho việc thải trừ các chất cặn bã, chất độc khi ngủ. Ngoài ra, việc rửa mặt còn giúp tăng hiệu quả sử dụng của các loại kem dưỡng hay mỹ phẩm chăm sóc da vì làn da thông thoáng sẽ giúp hấp thu dưỡng chất tốt hơn. Đồng thời, bụi bẩn sẽ không làm ngẽn lỗ chân lông khi thoa kem dưỡng. Vệ sinh da có thể rửa mặt bằng các loại xà phòng hay sữa rửa mặt thiết kế dành cho da mặt. Cần lưu ý. Nếu dùng xà phòng thông thường để rửa mặt sẽ có thể gây mất cân bằng phờ da, làm da khô, sân xui và có thể nổi mụn. Việc rửa mặt bằng sữa rửa mặt quá nhiều lần trong một ngày cũng có thể dẫn đến kết quả không tốt vì lớp vỏ axit có tính axit nhẹ trên da bị rửa trôi, khiến vi khuẩn, bụi bẩn dễ xâm nhập và các loại kem dưỡng cũng sẽ kém tác dụng hơn. Vì vậy, chi nên rửa 2, 3 lần ngày và rửa thật nhẹ nhàng với sữa rửa mặt phù hợp. Một trong những yếu tố để đánh giá sữa rửa mặt là khả năng giữ cân bằng phờ làn da về trạng thái lý tưởng từ 4.5 đến 5. Ngoài ra, việc rửa mặt còn giúp tăng hiệu quả sử dụng của các loại kem dưỡng hay mỹ phẩm chăm sóc da vì làn da thông thoáng sẽ giúp hấp thu dưỡng chất tốt hơn. Đồng thời, bụi bẩn sẽ không làm ngẽn lỗ chân lông khi thoa kem dưỡng. Vệ sinh da có thể rửa mặt bằng các loại xà phòng hay sữa rửa mặt thiết kế dành cho da mặt. Cần lưu ý nếu dùng xà phòng thông thường để rửa mặt sẽ có thể gây mất cân bằng phờ da, làm da khô, sân xui và có thể nổi mụn. Việc rửa mặt bằng sữa rửa mặt quá nhiều lần trong một ngày cũng có thể dẫn đến kết quả không tốt vì lớp vỏ axit có tính axit nhẹ trên da bị rửa trôi, khiến vi khuẩn, bụi bẩn dễ xâm nhập và các loại kem dưỡng cũng sẽ kém tác dụng hơn. Vì vậy, chi nên rửa hai, 3 lần ngày và rửa thật nhẹ nhàng với sữa rửa mặt phù hợp. Một trong những yếu tố để đánh giá sữa rửa mặt là khả năng giữ cân bằng phờ làn da về trạng thái lý tưởng từ 4.5 đến 5. Giữ cho da mặt ở trạng thái axit nhẹ sẽ giúp bảo vệ da mặt khỏi vi khuẩn và các tác nhân ô nhiễm bên ngoài. Lớp vỏ axit này chính là hàng rào bảo vệ đầu tiên của làn da, đồng thời giúp giữ độ ẩm cho da, làm da khỏe mạnh. Sử dụng sữa rửa mặt quá mạnh hay quá kiềm sẽ dễ làm da bị tổn thương hay nhạy cảm với các yếu tố bên ngoài. 2.2 Sử dụng toner Sau khi rửa mặt, ta nên dùng toner phù hợp với từng loại da. Thường thì nhiều người hay nghĩ rằng mình có thể bỏ qua bước này. Nhưng thật ra, sử dụng toner dù không phải là bước bắt buộc như rửa mặt nhưng nó giúp làn da khỏe hơn và dễ dàng đạt kết quả mong muốn hơn. Chẳng hạn như, vai trò của toner là cân bằng lại phờ của da sau khi rửa mặt. Vì dù sữa rửa mặt được sử dụng có tốt và đắt tiền đến đâu thì phờ của làn da cũng ít nhiều bị thay đổi sau khi rửa mặt phờ ra từ 4,5 đến 5,5 là lý tưởng. Tạo lớp vỏ axit cho da, giúp bảo vệ da tốt hơn. Nếu như sữa rửa mặt quá mạnh hay quá kiềm sẽ làm mất đi lớp axit này thì da phải cần đến 36 giờ mới có thể tự mình phục hồi lại. Ngoài ra, trong toner thường có thêm các thành phần hỗ trợ điều trị các vấn đề về da, giúp cho quá trình điều trị tiến triển thuận lợi hơn, nhanh chóng hơn có thể ví dụ như axit salicylic trong một số loại toner giúp ngăn ngừa mụn hiệu quả, hay một số loại AHA trong toner giúp đẩy nhanh quá trình điều trị nám. Có thể sử dụng dạng chai xịt hay thoa với bông cốt tông, chú ý là thoa đều mặt và không rửa mặt lại sau khi dùng toner trừ trường hợp có chỉ định đặc biệt. 2.3. Kem dưỡng ẩm Đây là bước cuối cùng trong quy trình chăm sóc da tại nhà, sau khi sử dụng toner là thoa kem dưỡng ẩm phù hợp. Kem dưỡng ẩm sẽ giúp bảo vệ da, duy trì độ ẩm và cung cấp dưỡng chất cần thiết cho da. Tùy theo các thành phần có trong kem dưỡng ẩm mà mỗi loại kem sẽ được dùng với những mục đích bảo vệ hay điều trị khác nhau. Kem dưỡng ẩm tỉ trọng thấp thường có dạng lâu sừng và chứa các chất làm ẩm như axit hyaluronic, glycerin, ure hoặc sorbitol với cơ chế hoạt động là lôi kéo các phân tử nước từ môi trường đến cung cấp cho da, thích hợp với khí hậu nóng ẩm kem dưỡng ẩm tỉ trọng cao thường chứa các thành phần như dầu khoáng, bơ si hay cồn si tai với cơ chế hoạt động là làm mềm da và tạo một lớp màng bảo vệ chống mất nước, thích hợp cho những vùng có độ ẩm trong không khí thấp, thường là khí hậu lạnh. Tuy nhiên, đối với loại da khô, chỉ dùng kem dưỡng ẩm có thể sẽ vẫn chưa đủ, cần kết hợp ăn uống điều độ, tránh hút thuốc, uống các thức uống có cồn hay cáp và cần tập thể dục đều đặn. 2.4 Kem chống nắng kem chống nắng cần được sử dụng vào buổi sáng và cần thoa lại kem chống nắng nếu chuẩn bị tiếp xúc với ánh nắng mặt trời nhiều hơn 15 phút. Có thể chọn kem dưỡng âm kết hợp chống nắng hay phấn nền kết hợp chống nắng hoặc thoa kem chống nắng sau khi đã thoa kem dưỡng ẩm. Cần lưu ý là kem chống nắng dùng hàng ngày nên có chi số chống nắng SPF từ 15 trở lên. Nếu tiếp xúc nhiều với ánh nắng hay đang dùng các loại thuốc uống làm da nhạy cảm với ánh nắng mặt trời hay đang trong quá trình điều trị các vấn đề về sắc tố da thì nên dùng. Kem chống nắng có SPF từ 30 trở lên kết hợp với các loại khẩu trang hay trang phục che chắn tốt và hạn chế tối đa tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Một số nguyên tắc cần lưu ý khi sử dụng kem chống nắng. Thoa kem chống nắng 20 phút trước khi ra nắng và thoa lại sau 20 phút ra nắng. Thoa lại sau mỗi 2 tiếng hoặc sau khi tắm, sau khi rửa mặt, lau mặt hay sau khi ra mồ hôi kem chống nắng với dòng chữ Waterproof sẽ có tác dụng 80 phút trong nước và Water Resistant có tác dụng 40 phút trong nước. Thoa vùng mũi và những vùng da có vấn đề nhiều hơn. Cần lưu ý sử dụng kem chống nắng thường xuyên, dù là ở nhà, vì ánh sáng mặt trời, tia từ ngoại, có thể làm tổn hại làn da ngay cả khi không ra nắng, ví dụ ánh sáng hát từ cửa sổ, hay tia từ ngoại có thể xuyên qua rèm cửa sổ, hay phản chiếu từ các đồ vật xung quanh. 2.5. Tẩy tế bào chết Chỉ sau một vài ngày, các tế bào da chết và các sản phẩm thải sẽ tích tụ lại trên bề mặt da, làm da trở nên xỉn màu và mất sức sống, thậm chí có thể gây một số vấn đề về da. Ở những người mà cơ chế bong chóc da chết tự nhiên của cơ thể hoạt động không hiệu quả, chính vì lẽ đó, tẩy tế bào chết là một phương pháp chăm sóc da tốt và hiệu quả, giúp da nhanh chóng trở lại trạng thái tươi mới và kích thích tế bào da tăng sinh. Đẩy nhanh quá trình thay mới làn da, tuy nhiên, cũng không nên quá lạm dụng việc tẩy tế bào chết vì nếu thực hiện quá thường xuyên hay sử dụng các sản phẩm không phù hợp sẽ làm da dễ bị kích ứng hay gây mụn, đó cũng là dấu hiệu để nhận biết việc quá lạm dụng tẩy tế bào chết, một cách vô tình, cố ý hay có thể do quá nôn nóng đẩy nhanh quá trình trị liệu, mà tẩy tế bào chết mỗi ngày hay do sản phẩm sử dụng hàng ngày có chứa hoạt chất tẩy tế bào chết mà không được nhận biết đều có thể gây những tổn hại nhất định cho da. Để làm dịu da, có thể dùng gel nhà đam hoặc dùng bông cốt tông thấm trà hoa cúc la mã rồi thoa lên mặt, hay dùng chất nhựa nhầy từ lá lô hội cũng có hiệu quả làm dịu da tương tự. Và tất nhiên, không nên tiếp tục tẩy tế bào chết cho tới khi da đã hoàn toàn hồi phục. Dưới đây là bảng tần suất tẩy da chết. Da bình thường. 3 lần tuần, hóa học. Enzym hay dạng hạt, có thể dùng hỗn hợp. Da dầu Tối đa 3 lần tuần, mặt nạ đất sét, axit salicylic, hạt silicon hay polyurethan, enzym nhiều quá sẽ sinh dầu nhiều hơn. Da nhạy cảm Một lần tuần, tối đa 2 lần, tẩy nhẹ dạng hạt. Da khô 2-3 lần tuần, axit glycolic, AHA, polyurethane hạt silicon, enzyme kích thích sản sinh dầu. Da hỗn hợp. 2-3 lần tuần, chú ý vùng chữ T. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của chúng tôi. Hãy ấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.